Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của Cô Tấm. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn Toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chủ đề 9: Làm quen với hình khối, bài 46: Khối trụ, khối cầu. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập sách giáo khoa trang 35. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải quan sát bức tranh, điền số vào ô trống còn thiếu. Để điền được số vào ô trống còn thiếu, các em hãy quan bức quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi sau. Có bao nhiêu chiếc đèn lồng dạng khối trụ? Có bao nhiêu chiếc đèn lồng dạng khối cầu? ở ý a các em phải đếm số đèn lồng dạng khối trụ là bao nhiêu cái chúng ta sẽ điền vào ô trống có dấu hỏi chấm ở ý a còn ý b chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu chiếc đèn lồng dạng khối cầu thì chúng ta sẽ điền vào ô trống ở phần ý b các em nhớ lại kiến thức mà các em đã được học ở tiết trước đó là khối trụ là khối có dạng ống dài và có hai mặt đáy bằng nhau và đều là hình tròn đấy. Còn khối cầu là khối hình tròn có bốn mặt đều tròn. Chúng ta nhìn bốn phía đều có thấy hình tròn thì đó là dạng khối cầu đấy. Vậy bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình, quan sát bức tranh và chúng ta đếm xem có bao nhiêu khối dạng khối trụ và có bao nhiêu chiếc đèn lồng dạng khối cầu nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Trước tiên, chúng mình cùng nhau quan sát đếm xem có bao nhiêu chiếc đèn lồng dạng khối trụ nào. Quan sát trong bức tranh, chúng mình nhìn thấy có tất cả là 7 chiếc lồng đèn khối trụ. Chúng ta điền số 7 vào ô trống. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đếm xem có bao nhiêu lồng đèn lồng dạng khối cầu. Chúng ta cùng nhau đếm nhé. Tất cả là có 12 chiếc đèn lồng dạng khối cầu đấy. Vậy chúng mình sẽ điền số 12 vào ô trống ở phần B. Như vậy, qua bài tập số 1, chúng mình đã được củng cố về khối trụ và khối cầu. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: Chọn hình thích hợp đặt vào dấu hỏi chấm. Các em hãy quan sát. Ở đây là các hình khác nhau, trong đó có dạng hình khối trụ và dạng hình khối cầu. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau quan sát quy luật hình như sau, để chúng ta biết xem đến dấu hỏi chấm thì chúng mình còn thiếu hình gì? Như vậy chúng ta thấy quy luật hình được xếp như sau. Đầu tiên là hình khối cầu, sau đó đến hình khối trụ và đến khối hộp chữ nhật. Tiếp tục lại lặp lại là khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật. Đây là khối cầu. Tiếp tục hình còn thiếu ở đây theo quy luật thì đó chính là hình khối trụ đấy. Vậy chúng mình lựa chọn đáp án đúng ở đây, đó là đáp án Hiếu hình khối trụ. Đó là đáp án B. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau chọn được hình thích hợp để đặt vào dấu hỏi chấm. Đó chính là hình khối trụ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Bàn khối cầu sẽ rơi vào khoang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Khoang đó có dạng khối trụ hay khối cầu? các em hãy quan sát bức tranh đây chính là lời nói của khối cầu khối cầu nói như sau chào các bạn mình là khối cầu các em quan sát đây là hình mặt người có miệng mắt và ở đây à, hình này có dạng khối cầu vì các phía nó đều có hình tròn đấy các em vậy bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang ghi phép tính có kết quả lớn nhất vậy trong hình này có tất cả là bốn khoang khoang a khoang b khoang c và khoang d trong các khoang này thì mỗi một khoang đều có ghi một phép tính nhân hoặc chia nhiệm vụ của các em là chúng ta phải thực hiện tính kết quả của các phép tính trong các khoang sau đó chúng mình sẽ biết được là khối cầu sẽ rơi vào khoang có kết quả phép tính có kết quả lớn nhất trước tiên chúng mình cùng nhau thực hiện tính kết quả của các phép tính nhé Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Các em hãy tính kết quả xuống phía dưới. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau nêu kết quả nhé. Khoang đầu tiên là khoang A. Khoang A có phép tính 2 x 1. Vậy 2 x 1 bằng mấy? 2 x 1 bằng 2. Chúng ta ghi kết quả bằng 2. Tiếp tục khoang thứ hai cho phép tính 5 chia 5. Vậy 5 chia 5 bằng mấy? 5 chia 5 bằng 1. Chúng ta ghi kết quả bằng 1. Khoang C có phép tính 5 x 1. Vậy 5 x 1 bằng bao nhiêu? 5 x 1 bằng 5. Chúng ta ghi kết quả bằng 5. Và phép tính 2 x 5 cho kết quả bằng 10. Như vậy chúng ta đã thực hiện tính được kết quả của các phép tính trong các khoang. Sau khi tính được rồi thì chúng mình biết được khoang nào có phép tính ghi kết quả lớn nhất chưa? Đáp án của cô đó chính là khoang D có phép tính 2 x 5 cho kết quả lớn nhất đó là bằng 10. Như vậy thì bạn khối cầu sẽ đi vào sẽ đi vào khoang có phép tính có kết quả lớn nhất, đó chính là khoang D. Chúng ta sẽ dùng bút chì nối từ khối cầu vào đến khoang D là đường đi của khối cầu. Vậy các em hãy quan sát xem khi khối cầu đã đi đến khoang D rồi thì ở khoang đó có dạng khối trụ hay là khối cầu? Đáp án của cô như sau. Khoang D chính là một khối trụ đấy các em, vì nó có hai mặt đều là hình tròn. Chúng ta kết luận là khoang đó có dạng khối trụ Ở khoang B cũng là một khối trụ to hơn Còn khoang A và khoang C là khối cầu đấy Như vậy vừa rồi chúng mình đã giúp bạn khối cầu tìm được khoang có kết quả có phép tính kết quả lớn nhất Đó chính là khoang có khối trụ khoang D Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Nếu xếp các hộp có dạng khối trụ theo cách dưới đây, thì hình D sẽ cần bao nhiêu hộp? Các em hãy quan sát. Đây là các hộp có dạng là khối trụ. Ở hình A, hình A chúng ta quan sát thấy là có một khối trụ. Hình B có tất cả là 3 khối trụ. Hình C có tất cả là 6 khối trụ. Vậy hình D có bao nhiêu khối trụ? để chúng ta biết được hình D có bao nhiêu khối trụ, các em quan sát cách làm như sau. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát từng hàng một nhé. Hàng thứ nhất, ở hình A có một khối trụ, hình B có hai khối trụ, hình C có 3 khối trụ. Như vậy ở hàng thứ nhất đang theo thứ tự tăng dần, mỗi một uh, hình là tăng lên một một khối trụ vậy thì hình D ở hàng thứ nhất sẽ là mấy khối trụ đáp án của cô là 4 khối trụ các em không phải ghi chúng mình chỉ nghe để hiểu thôi nhé tiếp tục đến hàng thứ hai thì ở hình A sẽ không có khối trụ nào hình B có một khối trụ hình C có hai khối trụ vậy ở đây hàng thứ hai cũng theo thứ tự tăng dần vậy thì đến hình D chúng ta sẽ tăng lên một khối trụ nữa là ba khối trụ tiếp tục đến hàng thứ ba hình a không có hình b cũng không có khối trụ nào hình c có một khối trụ và hình d chúng ta sẽ tăng lên một khối trụ nữa là hai khối trụ tiếp tục đến lượt thứ tư hàng thứ tư thì chúng ta thấy là chỉ có mỗi hình d là tăng thêm một khối trụ nữa thôi như vậy sau khi chúng mình đã hình dung ra cách làm thì ở hình D này gồm có mấy khối trụ? Chúng ta cộng như sau, hàng thứ nhất là 4, hàng thứ hai là 3, hai hàng là 7, cộng thêm 2 ở hàng thứ ba là 9 và cộng thêm 1 ở hàng thứ tư là 10. Như vậy ở hình D sẽ phải cần 10 hộp khối trụ dạng khối trụ để chúng ta xếp được hình Chúng ta quan sát hình sau khi đã xếp như sau. Đây chính là 10 khối trụ để xếp thành hình D. Như vậy, sau khi xếp xong, chúng mình thấy hình A có một hình khối trụ, hình B có 3 khối trụ, hình C có 6 khối trụ và hình D có tất cả là 10 khối trụ. Như vậy, qua bài tập 4 giúp chúng mình củng cố về cách xếp hình đấy. Xếp hình các hạng dạng khối trụ theo mẫu tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau